12 phút, ta có thể làm được điều gì? Cho vinh quang cả đời, hay là thất bại để đời? Cô vẫn nghĩ mình có thể chiến thắng sao? Đúng vậy. Liệu họ có thể trở thành nhà vô địch của cuộc thi ban nhạc diễu hành? Dừng lại đi. Tại sao cậu lại muốn tham gia ban nhạc diễu hành? Vì có nhiều cô gái xinh đẹp. Câu trả lời sẽ đến ở phút thứ 12. Đón xem 12 phút tới vinh quang vĩnh cửu, phát sóng trên kênh Screen Red.